Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hôm nay em đang có mặt tại 540 Hưng Phú, quận 8, cửa hàng sầu riêng quán Cương Dừa. Đó. Hôm nay thì em thấy có một điều rất mới là có thêm mấy cái kệ này quý vị khán giả. Bữa nay sắm thêm kệ để sầu riêng cho để sầu riêng với trái cây cho nó tiện. Wow, đẹp ha. Đó, nhìn rất là gọn gàng. Bơ bút 60.000 một ký. Bơ này là trên Đắk Lắk không quý vị khán giả? Bưởi. Bên này là cam sành. Ở trên này là bên này là cam xoàn. Đây, hôm nay thì mặc dù là cuối tuần nhưng mà chắc là sầu riêng chưa chín nhiều nên là cũng hơi vắng, chứ bình thường cuối tuần thì khách sẽ đông hơn những ngày thường. Hello Trang. Hello chị Nhung. Không, cái này em đi mượn á, chưa có. Nay ủa chị, nay không có sầu riêng về hả? Ủa có sầu riêng mà không thấy không, quá trời nè. Sầu riêng đâu? Trời ơi. Đây hả? Ồ. Trên này còn có nguyên một hàng bom nữa nè. Không, đây là sầu riêng trùng bò. Sầu riêng trùng bò hả? Em tưởng bên này hàng bom nữa nè. Em không biết được sầu riêng trùng bò hay là sầu riêng bò mà. Không biết. Đây là riêng thái. Đây quý vị khán giả, có rất là nhiều sầu riêng, mọi người hãy đến cửa hàng 540 Hưng Phú gặp chị Trang để lấy sầu riêng nha quý vị khán giả. Hôm nay là sầu riêng Cương Dừa sẽ rất có sầu riêng thái, sầu riêng riêng sáu đã chín rồi quý vị khán giả ơi. Quý vị khán giả hãy ghé tới cửa hàng sầu riêng Cương Dừa nha. Yeah. Đây là ngân của ai vậy? Em mượn của. Đây. Wow. Hôm nay là của này Trang đã sắm cho Trang một cái micro. Tại vì nó chỉ hơi bị nhỏ nên các bạn hãy đăng ký là cho Trang cái mic này luôn. Ý tính ra khán giả kêu mua mic, sao mình không mua cái mic này ha? Mua mic này cũng được chứ bộ. Cái mic này là của các bạn hay hát karaoke trong cửa hàng của karaoke âm nhạc. Đó, nên là mua. Đến hôm nay thì được gặp bé Ngân nên là xin mời bé Ngân hát một bài khi bé Ngân mới giao lưu cửa hàng. Thôi, mọi người hát là mọi người sẽ không nghe em nói nữa đâu. Hôm bữa thấy không? Hôm bữa mọi người kêu Ngân hát đi, cái cuối cùng hát xong không thấy ai nói gì nữa. Kiểu như hát một lần nữa cho không ai yêu cầu nữa. Không ai yêu cầu luôn. Buồn như sao? Ủa, hôm nay bé Sương có bán vé số không? Có, cái này bé Sương ra trễ, thành ra là bây giờ bán cũng còn nhiều á. Ủa mà hôm nay lấy bao nhiêu tờ chị? Thì hôm nay vẫn lấy 1.000 tờ đó. Là 1.000 tờ là chiều nay sổ luôn. Chiều nay sổ luôn. Mà tại vì là bình thường là bé Sương mấy xong sớm á. Nhưng mà tại hôm nay sáng bé Sương có em gái lên chơi, thành ra là của hai bé chơi với nhau. Mãi chơi. Thành ra là sáng lên trễ cũng không báo gì luôn. Có nhiều cô chú đến sớm muốn mua ủng hộ, cái ngồi chờ lâu quá. Mà bé giữ khóa, chìa khóa nên là không bán dùng được luôn hả? Đúng rồi, với lại cô chú cũng muốn mua trực tiếp của bé để kiểu còn động viên ủng hộ bé. Là mua bé vậy xương, là giờ vậy là giờ mới bán được cô ít hèn chim, thấy như còn quá trời luôn. Hôm nay bé Ngân cầm ở đây là đủ rồi. Hai cây này là đủ rồi, mang túi ba gang. Ba túi. Mỗi lần Ngân qua là chơi vui lắm. Nhà bé Sương có người chị Trang rất là thân thiết đó. Mỗi lần bé Sương ế là lúc nào Trang cũng mua ủng hộ trên. Đúng rồi, hàng chi sáng giờ bé Sương vô đây hơi nhiều. Muốn để cho bé chị Trang. Bây giờ chị Trang chưa vui với Sương. Tại bình thường là mỗi ngày khi bắt đầu là chị Trang sẽ nói là hôm nay chị Trang, bé Sương cho chị Trang 20 vé đi, 50 vé đi vậy đó. Xong cái hôm nay là tại bé Sương ra trễ nên là sáng nay Trang đã la bé Sương ngồi, nó nhắc bé Sương là mốt phải ra, không ra, không ra báo. Phải báo. Mà bữa giờ là hôm nào cũng ra trễ nhưng hôm nay phải có em lên. Đó. Nên là hôm nay bé Sương vô cái nhõng nhẽo. Bữa nay mình phải hù với Sương một xíu. Hù à? Sao bây giờ kêu là từ giờ chiều không bán hết rồi, mà nay chị Trang hết tiền mất tiêu rồi. Chị Trang hết tiền. Cái này mới hù thì lỡ tiền. Đó, hèn chi lúc nãy lên chị Ngân ơi em còn nhiều vé số quá. Chị Ngân không có nắm tay không? Có giao bộ nắm tay. Có, bài của bé Sương là sẽ giao bộ nắm tay xong rồi nói sao? Nói sao? Chị Ngân ơi, nên em còn nhiều vé số à. Đó. Hôm qua là có chị Trâm bán phụ. Em mới mạnh mẽ lên. Mấy bữa nay có rất là nhiều chị luôn nên là quên mất chị Ngân rồi. bữa nay nhưng mà chị Ngân xuất hiện đúng lúc. Đúng rồi, hôm nay chị Ngân xuất hiện đúng lúc luôn á, là trong lúc mà đang nói đầu rất là nhiều vé số mà quay vô hỏi chị Trang là chị Trang hết tiền nè. Chị Trang không thể giúp là chị Ngân lại xuất hiện. Thôi để em giúp bé vậy. Ok. Em tính trước hết rồi quý khán giả. Bữa là em biết là rất là nhiều người, những ngày đầu thì sẽ có rất là nhiều quý vị khán giả mua ủng hộ. Nên là những ngày đó chắc chắn là bé sẽ bán hết, mà không những hết mà bán còn được rất là nhiều nữa. Nhưng mà những ngày sau khi mà bắt đầu từ từ đúng không? Bớt lại thì sẽ bán chậm hơn, nên là mình để dành để lúc nào mà bé bán mà cảm giác mà bị ế xíu. Thì mình sẽ mua, mình ủng hộ thì lúc đó nó sẽ đỡ hơn. Lại một phần là cũng hôm nay là
là cũng một phần lỗi là do bé. Do bé đến trễ, chứ còn số lượng vé thì mình cũng lấy như mọi ngày. Như mọi ngày. Nhưng mà nếu mà bé đến sớm hơn. Ôi vậy là tính ra là bây giờ trung bình một ngày bé bán hơn 1.000 tờ. Đúng rồi, trung bình mà bé sớm á, ngày nào là kiểu như không có lấy thêm, bé cứ lấy như đó bán thôi. Là bán được rồi, nhưng mà tại hôm nay bé hơi trễ, thành ra 10 giờ rưỡi 11 giờ thì ra mấy cô chú đi làm hết rồi, đâu có, hoặc là người ta sáng ta đi ăn sáng á, kéo qua mua. Thôi để em ra em hỏi thăm coi thử thế nào. Ok mang. Chút nữa nha, chút nữa mình gặp nhau em ăn sầu riêng nha. Ăn sầu riêng chùm bò nha. Đây Vĩ Dạ, hôm nay là bé Sương có chị em lên chơi. Trời ơi. Đeo lên nào. Đeo lên cho chị coi. Đeo lên cho chị coi nào. Không cái gì. Này mọi người có nhận ra bé Sương mà. Đây. Ủa chị ơi, chị em hỏi bé Sương đâu rồi chị? Chị có thấy bé Sương ở đâu không? Này bé Sương. Này bé Sương có đi bán vé số không chị? Rồi. Em ngồi đi để chị lấy thêm cái ghế. Đây. Này là có để là em qua đây ngồi nè cho vui nè, ngại lên hình hả? Chị em hay là bạn em? Em của em hả? Em gái hả? Em gái ruột luôn đó hả? Ồ. Này mới biết luôn. Vậy nay lên chơi hả? Nay lên chơi với chị hả? Lên chơi mấy hôm? Em lên mấy hôm? Hai hôm hả? Ôi. Nay sáng giờ Sương bán được bao nhiêu tờ rồi? Dạ. Sáng giờ em bán được bao nhiêu tờ rồi? Bán được một nửa. Bán được một nửa hả? Nghe chị Giang nói là bữa nay bán ra trễ nên là bán chậm hơn bình thường đúng không? Tại hôm qua ăn hết một lọ sầu riêng chả mất cam. Hả? Ăn hết một bịch sầu riêng chả mất cam. Hôm qua một mình em ăn hết một bịch sầu riêng. À em của em á hả? Hai đứa ăn hết một bịch sầu riêng không bị chảy máu cam. Wow. Trời ơi, ăn vừa thôi, cái đó nó nóng lắm á. Sầu riêng mà ăn nhiều là nó nóng á nha. Nhưng mà là em hay là em gái? Em gái bị em đúng không? Trời trời, rồi có sao không? Nay hết dám ăn nữa, nay ăn nữa không? Bữa giờ bé Sương có chị Trâm nè, chị Trang bán phụ quá trời luôn. Bữa nay quên chị Ngân rồi. Lâu lâu chị Ngân hôm qua quên chị Ngân mất tiêu rồi. Sáng có nhắn tin cho chị Ngân mà nhắn có câu chị Ngân hỏi không thấy đâu nữa luôn. Bữa nay có chị Trâm với chị Trang rồi, quên chị Ngân rồi đúng không? Đâu có hả? Thế này chị Trâm có qua nữa không? Hôm qua đi chơi với chị Trâm dẫn đi đâu? Đi Vincom hả? Đi Vincom thì chị Trâm dẫn đi ăn hả? Đi ăn với đi mua đồ hả? Hay sao? Đi ăn với đi mua đồ. Bé Sương ở đây được các chị yêu quý lắm Nguyễn Dạ. Nên là em thì lâu lâu tại vì cũng làm mấy công ty, lâu lâu lúc nào rảnh rỗi thì cũng chạy qua. Nhưng mà còn lại những thời gian khác thì chị Trang giống như là chị Trang là làm ở đây luôn. Nên là chị Trang sẽ là người mà ở gần bé Sương, chăm sóc cho bé Sương được nhiều nhất. Đó. Rồi chị Trâm thì cũng làm cũng biết Hương Dừa rồi, cũng biết bé Sương rồi, qua hôm qua mấy lần đầu tiên chị Trâm qua hè đó, nhưng mà cũng nhờ anh Khương rồi nhiều người biết bé Sương rồi cũng đến quan tâm chăm sóc rồi dẫn bé đi ăn đi uống, rồi có anh Tuân nè, chị Hà này, chị Nấm, anh Trương này, đó rất là nhiều anh chị. Nên là thành ra bây giờ bé Trâm bé Sương không gặp em cũng sao ấy, dạ ơi. Đâu giờ thể hiện tình cảm với tôi coi xem sao nào. Giờ nắm tay nắm chân gì đâu, giờ nãy giờ đợi mãi không thấy gì hết trơn. Đấy đùa thôi, chị nói đùa vậy thôi. Người này không chịu qua chơi với Sương hả? Chị nói chung là chị cũng tranh thủ, có thời gian là chị sẽ qua thăm Sương. Đó, qua chơi. Mấy bữa đó chị cũng nói là cũng có mấy anh chị gửi tiền đó. Nên bữa nào bé Sương mà ví dụ bữa nào mà mấy anh chị kia không rủ bé Sương đi thì bé Sương nhắn cho chị. Đó, lúc đó chị lại qua chị dẫn bé Sương đi ăn, đi chơi gì đâu đó cho bé Sương thoải mái ha. Còn hôm nay á, là chị Trang có nói là sáng giờ bé Sương có bán vé số hơi chậm.
Thì thực ra có một anh ở bên anh là anh Kevin Lê luôn. Đó, bữa cái hôm mà mình sổ số với mình dò vé số với chị Trang ở bên Sương nhớ không? Là anh có nhắn ở trong đó là anh gửi mua dùm bé Sương 200 tờ. Nhưng mà lúc đó là hôm đó là do là bé Sương cũng bán hết rồi, với là chị cũng thấy là hôm đấy là bé Sương còn đang bán được, nên là chị kêu là thôi để vài mười nữa rồi chắc có gì chị qua chị mua sau, để chừng nào như ví dụ như hôm nay bé Sương bán không có được nhiều nè thì chị mua, chị ủng hộ cho bé, chị mua cho bé Sương đó để cho bé Sương bán hết chứ, tại vì vé số hôm nay là vé số buổi chiều số luôn, nên giờ mà bán không hết là bé Sương ôm hết nha. Đó, bây giờ mình lấy 200 tờ cho ảnh trước nha. Lấy cho ảnh, em lấy đây là cái sắp nào mà còn nguyên 10 tờ lấy đỡ phải đếm. Đây chị thấy không? Đủ không? Cái này đầy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi 10 sập này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi 200 tờ đúng không? Dạ. Đúng nha. Rồi còn cái này cất đi. Nếu mà chiều nay á em thực ra là sẽ còn một anh nữa, anh cũng nhờ gửi mua cho bé Sương 200 tờ. Nhưng mà chị cũng kêu là, với lại anh cũng kêu là cứ để bữa nào mà bé mà bán không được nhiều á thì hẳn mua. Thì thôi hôm nay mình mua trước 200 tờ, nếu mà từ giờ đến chiều á mà bé Sương mà bán vẫn không hết được á thì chị sẽ lấy số đó chị mua ủng hộ giúp em luôn. Đó, để coi đừng có để bị ế lại là được rồi. Đừng để bị dư lại là được rồi, không? Mình phải ráng bán hết trong ngày hôm nay. Đó. Rồi, anh ơi, anh Kevin Lê lại đây, em đã lấy 200 tờ cho anh nha. Có gì em sẽ sổ giúp anh luôn. Có gì chiều nay mình sẽ sổ giúp anh luôn, chúng cái là mình báo chẳng liền luôn. Đó ha. Rồi, hy vọng sẽ trúng một ít trong số này là được rồi. Trúng một tờ 2 tỷ thôi cũng được. Rồi, cái này cắt đi. Để chị thôi em cứ thôi để hay để đây chiều đây luôn đi, chiều nay mình mang ra mình sổ, để đây này một góc nào đó. Đó, chiều giờ sổ chúng thì báo ảnh. Mắt kiến còn chừng. Thấy bữa nay ngầu quý vị khán giả, bữa nay ai đầu tư cho cái quả kính này đây? Dạ có anh Trương để lại. Anh Trương hả? Đeo này cho ngầu hả? Đây cho Sương đeo một cái. Cái kính ngầu không? Chị Ngân đeo cái này. Đeo cái đấy hả? Cái này nhìn nó mới giống giang hồ này. Này đeo mắc cái này đẹp hơn đúng không? Này đeo đúng mắc cười luôn. Ừ. Bé Sương đeo chị coi nè. Wow. Ê, mà chụp một bức nè, chụp một bức về. Yeah. Rồi ok. Không có đeo này đi cho ngầu, nhưng mà hôi đeo này sợ khách không dám vô nữa. Bữa giờ là Sương sắp tới là ngày mùng mấy, ngày mùng 8 mùng 8 là đi vô mẫu hả? Thứ ba tuần sau. Để... Không, thứ ba này. À, thứ ba tuần này để chị coi xem ngày đó nếu mà được á, thì chị dẫn Sương đi. Bình thường là Sương đi có một mình thôi đúng không? Còn bữa đó nếu mà được thì để chị dẫn Sương đi. Thôi bây giờ xin phép quý khán giả cho Sương tháo ra một xíu, nãy giờ cũng đeo nhiều á. Bữa chị cứ bảo chị đi mua cái kia mà chị quên chị chưa mua được nữa. Mua cho em kia vừa chờ, cái đó là nó vừa là cái nón chống nắng, nó vừa có cái màng kính để che mình nói chuyện với người ta, nó không có bị ảnh hưởng. Rồi chờ trong khi mở văn nghệ đồ. Bây giờ hôm giờ cũng đang tầm trưa nên là cũng hơi vắng khách xíu khán giả, mà bình thường khách đông là cũng ví dụ mua mọi người mua ủng hộ cho bé Sương là cũng vì nhờ có khách đến mua sầu riêng, mà bữa nay khách mua sầu riêng cũng hơi ít á, nên là thành ra cũng hơi vắng. Bữa giờ Sương thấy sức khỏe sao, có ổn hơn không? Đỡ hơn không? Bữa nay thấy đấy đỡ, nhìn mặt có sức sống hơn nhiều rồi. Mấy bữa trước nhìn hay mệt lắm, bữa nay có hay bữa mà bình thường bệnh đó là mình chỉ cảm thấy mệt trong người thôi, hay em có hay bị đau đầu hay là sao không? Mình chỉ cảm thấy mệt thôi đúng không? Nhưng mà bình thường đi vô máu vậy thì
mình về mình phải nghỉ, có phải nghỉ 1-2 ngày cho lại sức không, hay là bình thường em phải nghỉ 1-2 ngày đúng không? Vô đó vô máu là người ta sẽ chích máu ở trên đây đúng không? Truyền giống như kiểu truyền máu vậy luôn đúng không? Là mất khoảng bao nhiêu lâu? Dạ, sáng đi thì chiều mới về. Chiều mới về. Ồ, lâu vậy luôn đó hả? Mà đi phải đi 2 ngày. Đi 2 ngày. Một ngày đi làm giấy, một ngày đi tìm nó. À, làm giấy nữa hả? À, vô làm thủ tục giấy tờ, xong là ngày hôm sau là vô truyền. Ừ, lâu quá. À. Vậy mà bình thường một mình em đi hả? Trời. Rồi ăn uống, ví dụ mình nằm mình truyền máu vậy á, không đi đâu được, rồi đến buổi trưa ăn uống thì ai lo cho? Dạ, hay mua bánh để cho mình. À, mua để sẵn hả? Chúng ta cực quá ha, bể xương là giỏi lắm quý vị em. Dạ, nếu mà thường á, lúc mà mình bệnh tật á, là cái lúc mà mình cần phải có người thân ở bên cạnh nhất. Đó, tại vì lúc đấy khi mà mình mệt á, mình dễ hay kiểu bị tủi thân lắm, đúng không? Giống như hồi nhỏ mình dễ mình bị bệnh mà không có ba mẹ ở bên là mình tủi thân lắm. Mà bé Sương một mình đi kiếm tiền chữa bệnh rồi vô bệnh viện cũng một mình lo hết. Ví dụ nói vậy chứ nhiều khi cũng có nhiều cái bất tiện, đúng không? Em muốn ví dụ đi vệ sinh hay là gì đó lúc những lúc đó rồi ai phụ cho? Dạ, tự đi luôn thế này. Bởi vậy thôi ráng để mà ngày 8, ngày 9 đúng không? Ủa vậy ngày 8 mới là làm thủ tục hả? Em không biết nữa, tại vì thực ra là sắp tới em cũng làm trên đường ẩm thực chị. Chú ơi, chú mua vé số hả? Dạ. Chú lấy mấy tờ hả? Đây, để nói nãy giờ cũng có khách mở hàng ở bên. 57 hả chú? 27 à? 5 tờ à? 1, 2, 3, 4, 5. Đẹp luôn chú, còn 5 tờ. Dạ? Dạ. Dạ, 40 5 tờ. Em uống nước gì đó? 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây, cho em uống. Rồi, cảm ơn chú ạ. Nè, Sương nè, không có được uống nước ngọt nữa. Em uống nước hả? Uống nước gì? Em phải uống nước, một là nước suối, hai là những cái nước trái cây và nước ép trái cây. Thấy quý vị khán giả đó là hay comment cho chị kêu là em không được cho em uống nước ngọt nhiều nữa. Mà uống thành thói quen rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ ráng không có được uống những cái loại nước này nữa, tại vì nó không có tốt cho sức khỏe của em. Nhớ nha, nhớ là không được uống nước ngọt nhiều nữa. Bây giờ ráng uống nước lọc hoặc là uống nước ép. Ở đây gần đây có rất là nhiều quán ấy, quán bán nước ép, có gì cần thì gọi về uống chứ đừng uống cái nước này nữa, không có tốt. Đây quý vị khán giả, hôm nay là bé Sương bán hơi chậm so với đường. Đây là quý vị khán giả, ai mà mình đang ở gần khu vực 540 Hưng Phú, quận 8 thì mình qua mình mua ủng hộ cho bé Sương nha quý vị khán giả. Tại vì vé số là của chiều nay đã sổ rồi nên là còn rất là nhiều. Đó, trên này chắc cũng tầm 500 tờ, còn ở trong hộp nữa. Đó, nên là hy vọng là quý vị khán giả sẽ qua mua ủng hộ cho bé. Đâu rồi, còn bao nhiêu mang đây đúng không? Đó, ở dưới này còn ít nữa. Bình thường thì bé bán 1.000 tờ trong một ngày, bữa nay là trung bình cũng 1.000 tờ một ngày thôi đúng không? Bữa nay là anh Khương là khuyến khích là không có cho bé lấy nhiều nữa, chỉ bán 1.000 tờ một ngày hết là thôi, là đi về thôi chứ không có cho bán nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Bữa giờ sách vở này nọ mọi người, mấy anh chị cho em có học được không? Chưa học được đúng không? Tại vì quý khán giả cũng khó, tại vì bé kêu chưa, không có ai ở nhà chỉ hả? Nói chung là cái đó học bây giờ cũng phải có người hướng dẫn cho em, phải hướng dẫn lại. Ủa nhưng mà em là em vẫn đọc với viết là được hết rồi mà đúng không? Chỉ có ví dụ như làm toán hay này nọ thì phải học lại, tại cái đó là lâu rồi mình không học thì có khi mình quên rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ thì mình cứ học cơ bản thôi,
những cái cơ bản nhất thôi, còn từ từ mình học thêm được bao nhiêu thì mình học. Còn quan trọng là sức khỏe, tối về mình phải nghỉ ngơi, tối là về là phải nghỉ sớm nha, không có được dùng điện thoại nhiều, ráng giữ cho sức khỏe của mình. Đó, rồi cảm ơn quý vị khán giả. Hy vọng là sắp tới mọi người sẽ thường xuyên ủng hộ, ghé ủng hộ vé số cho bé Sương nha quý vị khán giả. Bữa nay là bắt đầu bán chậm lại xíu rồi, nên là rất là mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu thương ủng hộ. Wow, ở đâu ra cái hơ quạt nhỉ? Chị Trang mua hả? Đó, bởi bé Sương cũng may là bán được cửa hàng sầu riêng của anh Phương Dừa quý vị khán giả, nên là lúc nào cũng có các anh chị ở đây rất là quan tâm và chăm sóc cho bé. Đó, bọn em thì cũng cố gắng lâu lâu chạy qua những lúc rảnh như hôm nay cuối tuần nó chạy qua thăm phụ bé xíu. Thì hy vọng từ giờ đến chiều em sẽ ở lại đây em bán phụ cho bé Sương. Từ giờ đến chiều sẽ hy vọng là bán phụ cho bé Sương hết được 1000 tờ này. Hôm qua chị Trâm cũng phụ cho em bán hết 1000 tờ đúng không? Dạ. Hôm qua là mấy giờ là bán hết? Hôm qua lúc lại thì cái cô kia mua hết 500 vé. Còn có 500 vé. Wow, vậy là có một cô mua hết 500 vé luôn. Dạ. Đó, hy vọng là chị em mình đăng cái clip này lên sẽ có một có ai đó comment mua hết vé số của bé Sương luôn. Nha, làm chị em mình sẽ được về sớm. Đó, tối hôm nay là sẽ dẫn bé Sương đi ăn. Hôm nay là mấy chị em lâu lâu rồi đó, có quý vị khán giả yêu thương gửi tiền về kêu cho mấy chị em đi ăn, nên là hôm nay chị em sẽ có một buổi hẹn vào tối nay. Đó, vui ha. Hôm nay là có sẽ hầu như là đầy đủ đệ tử của anh Khương Dừa luôn đó quý vị khán giả. Để tối để chút nữa mình có gì mình gặp chị Trang rồi mình đi. Để giữ này chị Ngân này, chị Nấm này, anh Trương này, anh Tuân này, chị Hà này, chị Trang này, chị Phương này. Đó, bé Sương cũng sắp làm đệ tử của anh Khương luôn. Bé Sương làm cân là bé Sương cũng là vô trong nhóm đệ tử của anh Khương Dừa luôn. Thích không? Chuyện ổn mà nói chứ em có thích làm kênh YouTube không? Không biết làm mà, nhưng mà có thích không chứ. Bé Thương thực ra thì nói vậy thôi, bé Sương cũng chưa có đủ để làm được kênh YouTube, tại vì thứ nhất là sức khỏe, với lại là làm kênh thì mình sẽ phải nói hơi nhiều, giống như chị nãy giờ chị nói nhiều đó này. Đó thì bé Sương phải từ từ, nhưng mà mình làm YouTube là mình sẽ cải thiện được rất là nhiều. Đó, ví dụ mình sẽ học được cách giao tiếp với mọi người, đó, học được cách nói chuyện với mọi người nó lưu loát hơn. Đó, bé Sương cũng sẽ dạn dĩ hơn khi mà bé Sương nói nhiều, tập nói nhiều hơn. Đó, hiểu không? Đó giống như bán hàng cũng vậy. Nên là mấy bữa nay là bé Sương là cảm thấy cũng đã nói chuyện nhiều hơn hôm đầu tiên. Rồi hôm đầu tiên là chỉ có hỏi gì già đấy, hỏi gì thưa đấy thôi chứ không có nói nhiều. Thôi bây giờ mà tạm biệt quý vị khán giả để cho bé Sương bán tiếp nha. Rồi xin chào quý vị khán giả, hay là gặp lại mọi người trong một clip sau.